lại nương vào sự tịnh lự câu hữu tâm từ, hành tướng rộng lớn không lường, không hai, không oán, không hại, không hận, không não, tràn khắp khéo tu thắng giải, bao trùm khắp mười phương, tận hư không khắp thế giới, đều an trụ hoàn toàn với từ tâm thắng giải, lại khởi lên tâm bi hỷ xả, với hành tướng thắng giải mỗi mỗi cũng như vậy. Nương vào sự thực hành này vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy nghĩ các loại tưởng, nhập vô biên không, không vô biên xứ, an trụ đầy đủ, rộng nói cho đến vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập vào phi tưởng, phi phi tưởng xứ, an trụ đầy đủ. Đại Bồ Tát ấy giữ gìn tịnh lự vô lượng vô sắc này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử đó là Đại Bồ Tát, vì lợi lạc tất cả hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, vì lợi lạc tất cả hữu tình, các Đại Bồ Tát tự an trụ tịnh lự vô lượng vô sắc như vậy. Trước đối với các hành tướng trạng thái nhập trụ xuất khéo phân biệt, biết được tự tại rồi, nghĩ như vậy. Này ta nên tác ý tương ưng với huy trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, vì đoạn trừ các phiền não của hữu tình, nên nói các tịnh lự vô lượng vô sắc, phân biệt khai thị, khiến chúng hiểu rõ các định ái vị lỗi lầm xuất ly, và các hành trạng tướng của nhập trụ xuất, dùng vô sở đắc làm phương tiện giữ gìn thiện căn này, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử đây là Đại Bồ Tát y trì vào tịnh lự Ba La Mật Đa, tu hành bố thí Ba La Mật Đa, vì lợi lạc tất cả hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát ấy tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi nói về các tịnh lự vô lượng vô sắc lấy đại bi làm đầu, không bị tâm thành phần độc giác vân vân xen tạp vào, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát đó y chỉ tịnh lự Ba La Mật Đa, tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi nói về các tịnh lự vô lượng vô sắc lấy đại bi làm đầu, đối với pháp như thế tin nhẫn ưa thích, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy y trì tịnh lự Ba La Mật Đa, tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi tu các tịnh lự vô lượng vô sắc lấy đại bi làm đầu, đối với thiện căn siêng tu không nghỉ, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy y chỉ tịnh lự Ba La Mật Đa, để tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, nương vào các tịnh lự vô lượng vô sắc, hướng đến các định thù thắng như đẳng trí, đẳng trì, giải thoát, thắng xứ, biến xứ, vân vân, đối với nhập trụ xuất đều được tự tại, không rời vào thành văn và độc giác, vân vân. Giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy y chỉ tịnh lự Ba La Mật Đa, để tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, vì lợi lạc tất cả hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi tu các tịnh lự vô lượng vô sắc lấy đại bi làm đầu, đối với các tịnh lự vô lượng vô sắc và chi của tịnh lự, dùng hành tướng vô thường khổ vô ngã và hành tướng không vô tướng vô nguyện như thật quán sát, nhưng không xả bỏ đại bi, không rơi vào thanh văn và độc giác, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy y chỉ tịnh lự Ba La Mật Đa, để tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi tu tử định lấy đại bi làm đầu, nghĩ như vậy, ta phải cứu giúp tất cả hữu tình khiến họ được an vui. Khi tu bi định nghĩ như vậy, ta phải cứu vớt tất cả hữu tình, làm cho họ xa lìa khổ. Khi tu hỷ định, Bồ Tát nghĩ như vậy,
Ta phải khuyến khích tất cả hữu tình đều được giải thoát. Khi tu xả định, Bồ Tát nghĩ như vậy, ta phải bình đẳng làm lợi ích tất cả hữu tình khiến họ hết phiền não, dùng vô sở đắc làm phương tiện. Giữ gìn thiện căn này, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy y chỉ vô lượng để tu hành bố thí ba la mật đa, vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi nhập trụ xuất từ hư vô lượng, lấy đại bi làm đầu, quyết không cầu quả thanh văn vân vân, chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn làm lợi lạc tất cả hữu tình cho đến đời vị lai. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy y chỉ vô lượng để tu hành tịnh giới ba la mật đa, vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với hữu trí nhất thiết trí, khi nhập trụ xuất tứ vô lượng, lấy đại bi làm đầu, không xen lẫn tác ý của thanh văn và độc giác, chỉ tin nhẫn ưa thích quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy y chỉ vô lượng để tu hành an nhẫn ba la mật đa, vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi nhập trụ xuất tứ vô lượng, lấy đại bi làm đầu, siêng đoạn trừ các ác, siêng tu các thiện, cầu quả Bồ Đề không hề tạm nghỉ, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy y chỉ vô lượng để tu hành tinh tấn ba la mật đa, vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi nhập trụ xuất tứ vô lượng, lấy đại bi làm đầu, hướng đến các loại đẳng trì đẳng trí, trong các định này được đại tự tại, không bị định ấy dẫn dắt, cũng không lệ thuộc thế lực đó mà thọ sanh, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy y chỉ vô lượng để tu hành tịnh lự ba la mật đa, vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi nhập trụ xuất tứ vô lượng, lấy đại bi làm đầu, dùng hành tướng vô thường khổ vô ngã và hành tướng không vô tướng vô nguyện như thật quán sát, không lìa bỏ đại bi, không rơi vào thanh văn và bậc độc giác vân vân, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy y chỉ vô lượng để tu hành bát nhã ba la mật đa, vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát nương vào các phương tiện thiện xảo như vậy, tu tập sáu pháp ba la mật đa, vì lợi lạc khắp các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, tu tất cả pháp môn như bốn niệm trụ, 37 pháp phần Bồ Đề, ba môn giải thoát cho đến 10 lực, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu pháp nội không đẳng trí và chân như đẳng trí, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với tất cả pháp, bình đẳng phát khởi trí phi loạn phi định, trí phi thường phi vô thường, trí phi lạc phi khổ, trí phi ngã phi vô ngã, trí phi tịnh phi bất tịnh, trí phi không phi bất không, trí phi hữu tướng phi vô tướng, trí phi hữu nguyện phi vô nguyện, trí phi tịch tịnh phi bất tịch tịnh, trí phi viễn ly phi bất viễn ly, trí phi chân thật phi hư giả, giữ gìn thiện căn này,
dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Xá lợi tử, đại bồ tát vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến đại thừa. Lại nữa, xá lợi tử, đại bồ tát nào tác ý tương ứng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, khởi lên diệu trí, không hành quá khứ vị lai hiện tại, chẳng phải vì không biết pháp ba đời, không hành dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chẳng phải vì không biết pháp trong tam giới, không hành thiện, bất thiện và vô ký, chẳng phải vì không biết pháp của ba tánh, không hành hữu lậu vô lậu, chẳng phải vì không biết pháp hữu lậu vô lậu, không hành thế gian và xuất thế gian, chẳng phải vì không biết pháp thế gian và xuất thế gian, không hành hữu vi vô vi, chẳng phải vì không biết pháp hữu vi vô vi, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Xá lợi tử, đại bồ tát vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến đại thừa. Xá lợi tử, bởi các bồ tát có phương tiện thiện xảo như vậy làm lợi lạc khắp các hữu tình nên hướng đến đại thừa, cho nên còn gọi là maha tát. Xá lợi tử, vì lợi lạc khắp các hữu tình mà hướng đến đại thừa như vậy, các đại bồ tát được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong mười phương hằng hà sa số thế giới chư Phật ở giữa đại chúng vui mừng khen ngợi. Ở phương đó trong thế giới nọ có đại bồ tát tên vân vân, vì lợi lạc khắp tất cả hữu tình hướng đến đại thừa, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, an trụ thần thông, làm những việc đáng làm. Tiếng khen như vậy lần lượt truyền khắp mười phương trời, người nghe được đều rất vui mừng đồng nói, chẳng bao lâu nữa đại bồ tát này sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đã mong cầu, làm cho tất cả hữu tình đều được lợi lạc. Bấy giờ cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi cụ thọ Mãn Từ Tử: thế nào là đại bồ tát vì lợi là các hữu tình mà tu tập bằng pháp đại thừa? Mãn Từ Tử nói: khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tuy tu hành bố thí ba la mật đa nhưng chẳng đắc bố thí ba la mật đa, cũng chẳng được bồ tát người nhận vật bố thí và pháp bị ngăn. Tuy tu hành tịnh giới ba la mật đa nhưng chẳng đắc tịnh giới ba la mật đa, cũng không thấy bồ tát và người phạm giới cùng pháp bị ngăn. Tuy tu hành an nhẫn ba la mật đa nhưng chẳng đắc an nhẫn ba la mật đa, cũng không thấy bồ tát cảnh bị nhẫn và pháp bị ngăn. Tuy tu hành tinh tấn ba la mật đa nhưng chẳng đắc tinh tấn ba la mật đa, cũng không thấy bồ tát kẻ giải đãi và pháp bị ngăn. Tuy tu hành tịnh lự ba la mật đa nhưng chẳng đắc tịnh lự ba la mật đa, cũng không thấy bồ tát kẻ tán loạn và pháp ngăn che cảnh định. Tuy tu hành bát nhã ba la mật đa nhưng chẳng đắc bát nhã ba la mật đa, cũng không chấp bồ tát người ngu si và pháp ngăn cản trí tuệ. Xá lợi tử, đó là đại bồ tát vì lợi lạc các hữu tình nên tu tập bằng pháp đại thừa. Lại nữa, xá lợi tử, đại bồ tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì tu hành lâu dài nên tu 37 pháp phần bồ đề, 3 môn giải thoát, cho đến 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Xá lợi tử, đó là đại bồ tát vì lợi lạc các hữu tình nên tu tập bằng pháp đại thừa. Lại nữa, xá lợi tử, đại bồ tát nào tác ý tương ứng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện. Như thật quan sát các đại bồ tát chỉ là giả danh, bồ đề tát đoà tự tánh là không vì bất khả đắc, sắc cho đến thức chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc, nhãn xứ cho đến ý xứ chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc, sắc xứ cho đến pháp xứ chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc, nhãn giới cho đến ý giới chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc,
Sắc giới cho đến pháp giới chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc. Vô minh cho đến lão tử chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc. 37 pháp phần bồ đề cho đến 18 pháp Phật bất cộng chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc. Pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc. Chân như cho đến thật tế chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc. Bồ đề Phật đà chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc. Xá lợi tử, đó là đại bồ tát vì lợi lạc các hữu tình nên tu tập bằng pháp đại thừa. Lại nữa, xá lợi tử, đại bồ tát từ khi mới phát tâm cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, thường tu viên mãn thần thông của bồ tát, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thân cận cúng dường chư Phật Thế Tôn, ở chỗ chư Phật lãnh thọ chánh pháp, ấy gọi là diệu pháp tương ưng đại thừa, cũng chính là giáo pháp quan trọng mà bồ tát đã học. Xá lợi tử, đại bồ tát này tuy tu hành đại thừa từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thân cận cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, lãnh thọ chánh pháp của các đức Phật, nhưng tâm hoàn toàn không tưởng cõi Phật khác. Xá lợi tử, đại bồ tát này trụ địa vị bất nhị, quán các hữu tình đáng dùng thân nào mà độ được họ, điển hiện thân ấy.